Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đưa Đe Thì các bạn, Big Time không chỉ hot khi Nissan đúng không ạ Mà Big Time còn hot với cả anh trình Aero. Và hôm nãy thì mình đã giới thiệu với anh em Big Time Một cái dự án mà ngày hôm qua Nissan Sau đó thì Nit ở trên Binance và X 4 lần Tức là lên 400% giá trị từ lúc Nit đây là một trong những cái dự án điểm sáng trong suốt 3 tháng vừa qua không có một cái dự án nào mà nổi trội thì Big Time nổi lên như một hiện tượng và Big Tham là một dự án về game hai và nhiều anh em nói là Big Tham đang khởi đầu cho một chen mới trên game. Và hôm trước thì mình có giới thiết, có thông tin với anh em hôm trước có một cái kèo redirect đúng không ạ? Mình có nói với anh em là hiện nay thì rất nhiều các cái men đang rực rịch để hỗ trợ chen game và Big Tham có thể là một cái, cái trong cái dự án điểm sáng có, sẽ thúc đẩy cái trend này và uh, uh, chắc chắn rồi uh, với Arop thì hôm nay chúng ta đã có một số dự án rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái nền tảng rất quen thuộc với anh em và nền tảng này cũng sẽ có những chương trình Arop dành cho em người mới. Uh, giới thiệu với anh em Bitget sẽ có chương trình Arop dành cho anh em uh, quét để nhận Arop. Trong chương trình này thì khi anh em là nghìn người đầu tiên đăng ký có thể nhận được 20 đô big Time À, anh em à, nhận 20 đô Big Time với 4 bước đơn giản như sau Phần thưởng thì khi anh em đăng ký vào thành cây KYC các mình tính thì nhận 5 đô Lạp tiền lần đầu nhận được à, lớn hơn 50 đô thì sẽ nhận ngẫu nhiên 5 đô Giao dịch Sport lần đầu tiên, giao dịch Arup ngẫu nhiên 5 đô Big Time Và giao dịch Future đầu tiên có thể là Arup ngẫu nhiên là 5 đô Big Time à, Chương trình này thì kéo dài từ 21 giờ ngày 11 và hôm nay thì có vẻ là hơi muộn một chút Nhưng mà mình nghĩ là vẫn còn slot Bởi vì là ở bên Biscuit Việt Nam cũng vừa chia sẻ thôi Anh em chúng ta tranh thủ chúng ta làm Tổng quý thưởng của sự kiện này nó sẽ là 10.000 đô Và mình lưu ý với anh em một chút Ở đây nó có một cái chữ là ngẫu nhiên à, Theo như mình hiểu thì cái chữ ngẫu nhiên này Và mình đã hỏi ở bên BD Việt Nam À, thì BD, BD BK Việt Nam có nói là ngẫu nhiên tức là phần thưởng up to sẽ là 5 đô. Tức là không chắc là được nhận là 5 đô big time có thể là một hoặc là 2 đô hoặc là 3 đô. Đấy nhưng mà nhìn chung là anh em chúng ta cần phải tranh thủ trước khi hết cái số lượng này. Đó thì bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn luôn. À, còn nếu mà anh em cẩn thận thì chúng ta có thể đọc kỹ ở trong đây. Đó, và lưu ý với anh em một chút nữa đó là à, ở đây thì nó sẽ có yêu cầu là nạp tiền lần đầu nữa hơn 50 đô thì mới nhận được cái phần thưởng là 5 đô này nhé. Đấy và ngoài ra thì người người được mời cần phải hoàn thành cần cây cây và có tổng số uh, tiền là 50 đô thì mới tính là mời uh, tổng số tiền giao dịch là lớn hơn 50 đô thì mới tính là người dùng giao dịch hợp lệ à, thì anh em lưu ý cái phần này giúp mình bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn thì video tiếp theo